Nếu như bạn đã học tiếng Anh rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể giỏi được, bạn đã học ở trường, bạn đã thử học ở các trung tâm và thậm chí bạn đã thử các hình thức học online, offline, thậm chí bạn đã thử học hết với cả giáo viên người Việt và giáo viên người nước ngoài nhưng vẫn chưa thể tự tin giao tiếp và sử dụng được tiếng Anh, thì bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì cô Linh sẽ dành tặng bạn khóa học 3 buổi hoàn toàn miễn phí qua Zoom online để hướng dẫn các bạn về một phương pháp luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh siêu hiệu quả. Và chỉ sau 3 buổi này, các bạn sẽ biết chính xác cần làm gì để có thể nâng cao khả năng nghe nói cũng như phản xạ giao tiếp tiếng Anh của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Trong hơn 11 năm vừa rồi, cô Linh đã hỗ trợ hàng chục ngàn người sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, cuộc sống cũng như trong học tập. Và cô nhận thấy có rất nhiều bạn sinh viên hay người đi làm gặp vô vàn khó khăn trên hành trình chinh phục tiếng Anh. Tất cả những điều này đều là do các bạn chưa có một tư duy đúng và một phương pháp đúng để học tiếng Anh, để giúp bạn nâng cao vượt trội khả năng giao tiếp cũng như hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và những điều này đã làm cho bạn mất đi rất nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như trong công việc, và đặc biệt làm bạn thiếu tự tin mỗi khi rơi vào hoàn cảnh phải sử dụng tới tiếng Anh. Chính vì vậy mà cô Linh có tổ chức một khóa học 3 buổi hoàn toàn miễn phí qua Zoom online để hướng dẫn các bạn phương pháp luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh siêu hiệu quả, để giúp các bạn có được một tư duy đúng về học tiếng Anh, có được một lộ trình và phương pháp hiệu quả nhất giúp các bạn dễ dàng và nhanh chóng chinh phục được tiếng Anh, để đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng trên chặng đường học tiếng Anh của các bạn. Hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký ở phía dưới để được tham gia vào chương trình hoàn toàn miễn phí này ngay lập tức nhé. Và có một lưu ý nho nhỏ là chương trình này chỉ phù hợp dành cho những bạn trên 18 tuổi, với những anh chị đi làm, bận rộn, những người đang làm kinh doanh, những bố mẹ bỉm sữa và những anh chị người Việt đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài thực sự muốn nâng cao khả năng giao tiếp nghe nói tiếng Anh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh siêu hiệu quả cùng cô Linh nhé!